Chào các con đã quay trở lại kênh học tiếng Anh ở nhà. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục học bài You too, I'm from Japan and cái bài hôm nay chúng ta đó là Lesson 2. Nào, mấy con nào. Number 1, look, listen and repeat. Con nhìn vào bức tranh, ở đây có 3 bức tranh. 1, A, B, C. Bức tranh A. Bản đây chúng ta thấy có bản Akiko. Ta biết bản Akiko quê ở đâu không nhỉ? Đúng rồi, quê ở Nhật Bản, Japan. Hôm nay bản ấy đang ở sân bay và đang còn giao dịch với cô tiếp viên hàng không. Người giao dịch viên ở đây chúng ta thấy cô đây là cô giao dịch viên ở quầy ở chỗ sân bay để chuẩn bị bản ấy lên sân bay. Cô sẽ hỏi bạn Mai điều gì nhỉ? What's your name? Bạn tên là gì? My name's Akiko. Cô giao dịch viên hỏi tiếp. Where are you from? Thế bạn đến từ đâu? Và bạn Akiko trả lời. I'm from Japan. Dạ, cháu đến từ Nhật Bản. Cô hỏi tiếp. What nationality are you? Thế cháu có quốc tịch gì nhỉ? Japanese. Dạ thưa cô, cháu là người Nhật Bản. Mời các con cùng nghe. Page 14, Lesson 2, Activity 1. Look, listen, and repeat. A. What's your name, please? My name's Akiko. B. Where are you from? I'm from Japan. C. What nationality are you? I'm Japanese. Các con nghe rõ chưa? Nếu con nghe chưa rõ, các con sẽ tời lại và nghe một lần nữa để nắm được bài tốt hơn. Ở đây chúng ta thấy có nationality. Nationality. Đây là quốc tịch. Nationality. Quốc tịch. Từ thứ hai là Japanese. 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 Từ này bắt nguồn từ Japan. Japan nghĩa là đất nước Nhật Bản, còn Japanese nghĩa là quốc tịch Nhật Bản. Bây giờ mời các con chúng ta chuyển sang phần 2, Point and Say. Point and Say, chỉ tay và nói. Một câu vừa rồi chúng ta học là What nationality are you? Bạn có quốc tịch gì? Chúng ta đọc lại một câu này. What nationality are you? Nationality. Nationality. What nationality are you? Mình có quốc tịch Nhật Bản. I'm Japanese. I'm Japanese. Bây giờ chúng ta nhìn vào bốn bức tranh A, B, C, D. Đây chúng ta thấy có bạn Nam có quốc tịch gì con nhỉ? Vietnamese. Có quốc tịch Việt, Việt Nam. Vietnamese. Bạn Linda có quốc tịch Anh. English. Quốc tịch Anh, English. Và bạn Tony có quốc tịch Australia. Australian. 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 Và bạn Hakim có quốc tịch Malaysia. Malaysian. 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 Bây giờ chúng ta sẽ đọc một đọc các từ tương ứng. Ở đây chúng ta thấy có đất nước Nhật Bản, Japan, Japan và quốc tịch Nhật Bản, Japanese, Japanese, Japanese. Đất nước Australia, Australia, Australia và quốc tịch Australia, Australian, Australian, Australian. Nước Việt Nam, Việt Nam. Quốc tịch Việt Nam, Vietnamese, Vietnamese, Vietnamese. Nước Malaysia, Malaysia, Malaysia. Quốc tịch Malaysia, Malaysian, Malaysian. Nước Mỹ, America, America. Quốc tịch Mỹ, American,
American. Nước Anh, England. England. Người Anh, quốc tịch Anh. English. 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 Bây giờ ta quay trở lại phần 2, point and say. Ta nhắc lại mẫu câu. What nationality are you? Bạn có quốc tịch gì? Mình là người Việt Nam. I'm Vietnamese. What nationality are you? I'm English. What nationality are you? I'm Australian. What nationality are you? I'm Malaysian. Mời chúng ta nghe băng. Page 14. Activity 2. Point and say. What nationality are you? I'm Japanese. What nationality are you? I'm Vietnamese. I'm from Malaysia. Page 15. Activity. Mời các con chúng ta chuyển sang phần 3. Let's talk. Đây, phần này chúng ta sẽ cùng nói chuyện với bạn của mình với 3 câu hỏi. What's your name? Where are you from? What nationality are you? 3 câu hỏi này chúng ta mới vừa học xong. Là câu what nationality are you? Còn câu what's your name and what are you from? Các con đã học ở những tiết trước, ở những video trước. Bây giờ chúng ta sẽ hỏi bạn của mình. What's your name? Where are you from? Bạn đến từ đâu? I'm from Vietnam. I'm from Japan. I'm from England. I'm from Australia. What nationality are you? I'm Vietnamese, or I'm English, or I'm Australian, I'm Malaysian. Ok. Như vậy các con đã hiểu đất nước Việt Nam và quốc tịch Việt Nam, đất nước Nhật Bản cũng như quốc tịch Nhật Bản, đất nước Australia và quốc tịch Australia, đất nước Malaysia hay là quốc tịch Malaysia, Malaysian, nước Mỹ, America, quốc tịch Mỹ, American, nước Anh, England, và quốc tịch Anh, English. Như vậy các con vừa rồi chúng ta đã theo dõi rất tốt. Chúc các con học tốt phần 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mời con chúng ta chuyển sang phần 4. Đây là một phần chúng ta rèn luyện kỹ năng cho mình. Number 4. Listen and number. Chúng ta sẽ luyện được kỹ năng nghe ở phần này. Trước hết mời con chúng ta nhìn vào 4 mục. A, B, C, and D. Ở đây có 4 lá cờ và ở đây có 4 bạn ở các nước cùng với các lá cờ đó. Con nhìn vào hình A. Đây bạn Tony and this is a flag, lá cờ của Australia. Bạn Mai from Vietnam. Ok. And bạn gì ấy con nhỉ? Akiko from Japan. And Hakim from Malaysia. Bây giờ chúng ta sẽ listen and number, lắng nghe và đánh số. Từ số 1 đến số 4, từ 1, 2, 4, 3 and 4. Ok, bắt đầu nào. Before, listen and number. 1. Hello, I'm Hakim. Hi, Hakim. I'm Mai. Nice to meet you. What nationality are you, Mai? I'm Vietnamese. Ok. Number 1. Hello, I'm Linda. Hi, Linda. I'm Hakim. Nice to meet you, Hakim. Where are you from? I'm from Malaysia. Malaysia. 3. Hello, I'm Linda. Hi, Linda. Nice to meet you. My name's Tony. What nationality are you, Tony? I'm Australian. Australian. 4. Hello, I'm Nam. What's your name? My name's Akiko. Nice to meet you, Akiko. What nationality are you? I'm Japanese. Okay, Japanese. Page 16. Akiko. Okay, con làm có đúng không? Chúc mừng các con đã làm rất tốt cái bài này. Bây giờ mời con chúng ta chuyển sang bài 5. Look and write. Look and write. Okay. Đây chúng ta thấy có 1, 2, 3, 4. Chúng ta thấy có 4 câu. Ở câu 1 chúng ta thấy có bạn Mai.
My name's Mai. I'm from Vietnam. I'm Vietnamese. I am Vietnamese. I am cũng bằng là I'm Vietnamese. Mình tên là Mai. Mình đến từ Việt Nam. Mình có quốc tịch Việt Nam. Hay nói cách khác, mình là người Việt Nam. Như vậy chúng ta sẽ viết tương tự mẫu theo mẫu câu của sách đã làm. Như vậy ở đây chúng ta thấy bài 2. My name is Tom. I am from... Tom from where? Ở đâu nhỉ? Các con nhỉ? Đất nước nào? Đúng rồi, America. I'm from America. Và bạn Tom có quốc tịch gì con nhỉ? Đúng rồi, American. American. Tương tự như thế chúng ta làm câu 3. Number 3. My name is Linda. Mình tên là Linda. I am from England. Đúng rồi, các con làm rất tốt. England. Mình đến từ nước Anh. Và mình có quốc tịch Anh. Quốc tịch Anh. English. Con làm vậy không? Rất giỏi. Bây giờ mời chúng ta chuyển sang bài number 4. My name is Akiko. I am from Japan, right? Japan. Japan is Japanese? No, Japan. I am Japanese. Mình có quốc tịch Nhật, Nhật Bản. Như vậy vừa rồi các con đã hoàn thành bài tập 5. Bây giờ mời chúng ta chuyển sang bài tập 6. Let's play. Chúng ta cùng chơi nào. Hãy tìm, phải tìm someone, một ai đó, mà chúng ta chơi trò chơi hãy tìm một người nào đó là gì đó. Ví dụ, chúng ta tìm một người nào đó. Find someone who is from Vietnam and who is Vietnamese. Chúng ta hãy tìm một người nào đó là đến từ Việt Nam và là có quốc tịch Việt Nam. Bạn gì đây nhỉ? Bạn gì đấy? Chúng ta tìm nào? Tìm có bạn gì đấy? Right, bạn Nam, đúng rồi. Bạn Nam. Rồi, tiếp theo đến. Now, find someone who is from Japan and is Japanese. Chúng ta sẽ tìm người nào đến từ đất nước Nhật Bản và là có quốc tịch Nhật Bản. Bạn gì con nhỉ? Đúng rồi, bạn Akiko, right. Tiếp đến, chúng ta sẽ tìm thêm một bạn nữa. Find someone who is from England, okay, and who is English, okay. That's Linda. It's Linda, right? Bây giờ mời các con chúng ta tìm thêm nhé. Và video học bài của chúng ta hôm nay đã kết thúc. Bây giờ mời các con chúng ta sẽ chào tạm biệt nào. Goodbye for now. See you later from later video. Okay.